Xin chào các bạn, chúng ta cùng đến với một nguyên tố tiếp theo và nguyên tố này chúng ta cùng đọc nhé. Âm tiết đầu tiên là âm được nhấn cho âm và đây là âm âu, thêm dấu sắc chúng ta đọc thành âm ấu, đúng không ạ? Kết với phụ âm ca mình đọc là khấu, khấu. Và âm này các bạn thấy chữ C viết ngược của dấu hai chấm là âm o đấy các bạn ơi, âm o. Nhưng vì đây là âm không nhấn trọng âm thì chúng ta đọc thêm dấu gì ạ? Dấu huyền, chính xác. Và chúng ta đọc thêm dấu huyền là o, bò, nghe rất là kỳ đúng không? Rất là kỳ đấy ạ. Nhưng cứ đọc đi ạ, chúng ta sẽ thấy chính xác. Phụ âm T cuối cùng thì chúng ta đọc bật hơi giống như âm thờ đúng không ạ? Thờ 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 thờ. Dần dần, lúc đầu chúng ta chưa quen cứ đọc cả âm ờ cũng được ạ. Thờ thờ thờ. Dần dần sau này quen chúng ta cố gắng bỏ đi âm ờ vì sao thì ra âm T là âm thế thôi. Nhưng lúc đầu các bạn chưa quen thì cứ đọc là bò thờ, bò thờ, bò thờ. Quen rồi một vài lần, đọc một vài lần khoảng 3 đến 5 lần quen rồi hãy cố gắng bỏ đi ở phía sau, các bạn đọc bò bò được không ạ? Phụ âm L này, phụ âm L này các bạn cứ đọc thoải mái giống như cái phần bình dân học vụ này như thế này thôi là vẫn chính xác các bạn nhá, không cần phải đọc lên. Khấu bò, khấu bò, khấu bò đó, bò đơn giản đúng không ạ? Bây giờ mình đọc nhanh hơn một xíu nhá. Khấu bò, khấu bò đó đúng không ạ? Xin chào các bạn.